chẳng chụp bùa static placement cứ giờ ở sau phở chọn thế chỉ muốn static placement ở vậy đây kia phở chọn nhọc nhọc lăng phốt cứ dynamic placement bùa biết là static đôi thời nhóm bạn prap chẳng cứ giờ define rồi hai phần tác đồng bây giờ em bỏ dưỡng biên chỉ là cái dynamic dương thử và cao biết chỉ là cái dynamic placement thôi chẳng dynamic placement bạn này thế dương plat đồ placement dương vô placement này dùng một phở cứ nơi dynamic dynamic cứ chọn sầm đại nó về runtime chẳng dương ai thưa cá ai placement nó dynamic bán tam rồi vậy chỉ nối được bao method mà chỉ nối được chia add replace remove hay là add replace remove nó dương ban mà bị placement manager chứng điện tới năng notification manager đấy nè platform platform library cứ bắt đầu manager class mới đại dương ai đại dương mà mình đi càng nghe mà chỉ nối được không android app ok này trước về miền method mình sẽ nâng chạy màu bì placement transaction cơ đạp đòi placement manager nâng vì mình add, remove, replace hai show commit chương trình bộ add thuê cài placement cho tất cả current activity remove dân đọa chạy bì activity replace dân do placement nam mối mà replace ở chắc hai này vì thuê cài hai placement số vì thuê cài show placement nâng hai commit ở vậy là transaction là dân cần đọt hàng lớn ý cứ dân thử commit trong khối kỳ chứ nằm bay bậc cao dynamic placement cứ kê out include placement toàn là không activity đối môn này kê còn tập bậc cao blank layout mùi okay. Blank layout nó cứ xem nhập tục placement nào mùi để kê bậc cao vía add vía remove vía show vía hide vía nơi không runtime okay. Chứ kê bậc cao view group mùi đó dương bậc cao frame layout mùi cứ xem nhập đặt placement chứ những ai miền placement chọn a b được c được dương và cao một lần chẳng chẳng vì ai miền ở a rồi có b rồi có c chỉ nè cho một cái placement lần chẳng dương phở biết tới đâu placement transaction này chưa ok ở lâu thì họ nó không nói cái miền placement bảy này placement bảy chẳng dương và cao chẳng thấy cái nhóm demo ấy chúng như bậc cao đối với môn chẳng như miền class extend the confirmation hay dương inflate layout cho ok chúng như follow chân từ đáy chấm nốt bay freshman và to mà tiết dương miền bút tông sầm đẹp cho tới dương class đồ freshman ok chúng hay dương miền method mỗi sầm đẹp thuê ca cannot transaction nó thuê ca ở đồ freshman ok chẳng từ bốn dương ở miền freshman này chờ muối dương gạt support freshman này chờ và tao mới dương bậc cao transaction là do friend freshman này chờ tới begin transaction và tao pi begin dương hai dương add thuê ca replace add hai remove ba này chẳng dương replace cái lại nắng đói đi muối cứ id id bỏ ở blank blank view group này frame layout tờ tê nó dương tục đã placement nam môi trong run time đó mà tiết dương add to back state nào hay trong khỏi kia dương thử commit về đại dương commit bạn theo session môi nó đã trong trong khỏi cứ đi xã và sân dương cho lơ android bút tông android viên năng load vô placement android máu cho là ai á về đầu placement cho lơ window về đầu placement chúng mình thấy nó không activity nữa placement cứ đâu nó không run time cứ follow by cái perform action từ lớp button bây giờ ta lấy dương cho thực can cái demo okay. Chứ nhóm thuê ca to tới chỉ mua là placement A B nữa chứ lấy nhóm còn đặt đại placement C mới tiệt chứ placement placement C cứ nhóm bật card bia tam đi vĩnh nhóm đặt placement C
chúng bây giờ chúng bật cao freshman C tam giờ nè tam giờ ca cho new lại ní cứ về auto generate code dương chuẩn chẳng nhưng mà thời ca tí như lúc bị cháo new instant chúng dân tục tạc lại return in mind này chúng return đôi tạc câu dân là xây đại thế cứ cái giờ inflate đòi inflate cái inflate layout để kê bậc ca nâng chồn ok chúng là lợi dân miên freshman bay hỏi chúng dân chỗ mà can main activity dân vĩnh ta dân cua tại inflate chỉ là cái start tới chân tiền đó nè include ở đây dân ở thời ca thì chẳng dân, ở đây là dân thời cá cứ miền frame layout muối nhìn lại match parent frame layout nữa cứ smart đại dynamic placement chẳng nhìn lại tham plan placement chúng freshman C được chỉ ở toàn miền thạch cái gì mà thạch thà freshman C chứ những đồ layout với hiện tại đi layout let to the center in parent true check and stand oh, each job again tìm về mặt đá này chính khoản đặt thật mỗi sống qua tha nắng chia freshman C ok chính những bạn bậc cao freshman bay hồi hai freshman bay chính là lỡ dương tập bậc cao constructor ai new instance dương bậc cao new instance xem return object box freshman mùi mùi nó tục hở không main activity đó dân đặt public static dân return chia freshman b dân đặt new new follow chung cam thêm mất new instant new instant chứ new instant dân cứ return new freshman b chứ dân trong main object cứ dơ cái dơ freshman b dot new instant nâng return freshman b object okay. Đã public static chứ này chỉ best practice mới cứ nâng bây đài cái trong return object mới cứ kê đã chỉ lạc hàn chậm return new freshman này hãy đấy bàn kê đạn chẳng là xa tay chúng các cái trong học vội trong ca bậc cao object chớn chẳng kê mà ai sắp xa lạc hàn được lại nè được lại được bàn cho lỡ nó có nông men activity dưỡng nhưng thôi kì men activity dưỡng dưỡng miên layout mũi để mình chúng ta tham lãng freshman chẳng càng nghe dương môn nâng nâng lại ní cứ dương chóng nâng bây giờ click button nam mũi cứ viên follow
ឲ្យ បើក freshman ណា មួយ គឺ នៅ dynamic run ថា តោះ ឥឡូវ យើង អត់ មាន button ទេ យើង ទៅ បង្កើត button linear layout មួយ ទៀត mesh pattern repetition ឥឡូវខ្ញុំដាក់ button 3 នៅក្រុម touch a ខ្ញុំដាក់ design ខ្ញុំដាក់ label exam 3 អា frame នេះខ្ញុំឲ្យ weight វា 2 ហើយឲ្យខាងក្រុមខ្ញុំឲ្យ weight 1 okayជាងយើងដូរ orientation word call ដាក់ text size ឯបាន sp តោះមកទៀតយើងដាក់ orientation horizontal យើងបង្កើតប៊ូតុង3មែនណាយើង design ខ្លួនឯងយើងដាក់ constraint ក៏បានដូចបាននេះខ្ញុំប្រើ linear ជាមាន a b c តំណាងឲ្យ freshman មួយហ្នឹងយើង margin វា20 chúng như đi giải bài nâng hỡi dương đại ai đi đại vượt tông nâng đi thì ấn A thì ấn B một tiết đi thì ấn C này tập liên cho moment vĩnh chứ nằm bay perform vượt tông click ta lơ vượt tông nó nâng dương thử mà bật cả như sẵn nhưng bật cả vượt tông bay đi thì ấn A B C.Chẳng dương thử find the can dương tổng bay nè. Smart find your body. Ok, chẳng copy ABC. Ok.Chứ nên cái này nhớ nhóm implement set on click listener bỏ dũ implement nó trên on click chứ cái này on click này nhóm trong check lại khán thang bỏ dân chia bỏ dũ và dân bánSmart hơn nâng BTN A nâng thơ ca mùi và sân chia ví dụ là dương tô bán Smart hơn BTN B ok dương thơ ca mùi mùi tiết đi khen chẳng if ví dụ Smart BTN C ok dương perform càng nhiều mùi tiết chứ càng nhiều bay nâng cứ nhóm nâng thơ ca load your freshman chỉ là cái nạ runtime dynamicthư can blank freshman mùa nè để dân bật ca nè tỏ chứ nằm bay lâu tớ bán cư dân bật ca mê sớt nhưng bật ca mê sớt muốn hợp lý void replace
chúng thằng nó nhưng mà cái bar freshman mà mùi làm bay tốt với cái load your freshman dynamic chúng tìm mùi làm bay với cái chỉ mùi trong freshman bán dynamic dương thử per freshman manager dương vô android ấy nhé chúng nhìn đại chúng tham freshman manager dương từ get support freshman manager mà tổng mà tiết dương bậc cao freshman transaction dương vô android ấy tổng ớt dương bậc cao transaction dương initialize với ta mà dạ freshman manager dương dot begin transaction nếu phải đặt begin ban hóa dương ai vô transaction nó tập hợp ban này chân dương miên cái add hai show commit replace chứ nằm bay thôi ca vô freshman vô tự đặt nó không đúng frame layout đi bán cứ dương tập hợp replace chân đi mua body replace cứ dương thử đặt integer integer id tp freshman chân integer id từ bộ nó cứ chia id kì dương đặt id được bó freshman blank mà dương nè đã chăm được tua vô freshman và tao mất freshman dương từ tua mau bình nè từ tua mau bị parameter chẳng nhung nó bây giờ kể bó freshman này mũi vì nâng vô nó tự đạt nó nóng blank freshman nè chẳng càng nghe bỏ dương và tao bị thân sân hết dương add to back stack nào mà trong gọi kế dương cũng click commit tao dương commit ba bình đã chúng như bậc cao mentor đang ngồi hỏi dương vô view mập hở tạm này chân nó phải đặt button e cho dương phải call replace freshman hỏi dương bó freshman e cho chân freshman e dương từ tua ban tạm này từ tua ban tạm get instant mùi mùi này chân như vô freshman e dot new instant máu tại sao ta mentor đang static chúng mình vô freshman A dot new instant chúng mình mang object bỏ freshman A bỏ tới chúng mình bỏ tới vì vô freshman nó vô mà đặt nền ok chúng vô với chúng chúng cái này đã đại thế được như thế cứ dương được play này tạm vào việc mà tạo lấy những răng mới trên tờ bộ mình ấy nè chuẩn bị load ô nhưng mà toàn sạch on click xin này body ở bên tới on click xin nữa chúng ta on click listener với sân chúng ta bí đầu xí tà năng cứ đầu bạp sân chúng ta flap đầu freshman nơi run time bạp đến kia hai time dynamic freshman này ok chẳng ngày nắng dương hiện bên nắng sánh sai dương nắng và to tiết tới chỉ mùi nắng cao bao đời ta của nắng ngày freshman mùi muối dương và hai chia thời cao bao đời ta cho long từ mà chẳng dương thời chia hẹn đó nắng cao bao đời ta cả muốn nắng nông nát thì thấy dương hơi intent ta nắng nông freshman kịp hơi kia vậy ok chẳng dùng pool đại là mình freshman ấy miền này chỉ nào đấy ạ dương anh xua lợi bán và xin ổn tế dương anh nói xin mẹ tầm đăng bán nhưng mà phô bị đổ tử